Medo, cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể các bác chơi Eldo trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 7 thì em tiếp tục làm video để nhận lại chiếc đầu Sony, model của nó là 510. Thì chiếc đầu này thì bên em bán cho bác khách ở tỉnh Thanh Hóa. Thì khi nhận hàng các bác cái test kiểm tra thì đầu nó không nhận đĩa, cơ ra vào bình thường, và em đã yêu cầu bác ấy gửi lại bên em. Thì đây là cái thùng hàng của bên em gửi đi. Nhé, em đi và em đều ghi cái tên sản phẩm ở trên này cũng như là cái trọng lượng ở trên này. Thế nên các bác nhận hàng thì các bác cứ để đúng theo chiều và các bác bóc hàng ra nhé. Đấy, đây là cái thùng hàng của anh Tùng ở Thanh Hóa nhé. Hàng của bên em bán ra thì cứ nhận hàng các bác cứ test kiểm tra, cứ lỗi nhé là thông báo lại bên em và gửi lại em. Lỗi nào em hướng dẫn các bác xử lý được thì xử lý, còn nếu không thì gọi lại bên em trả lại tiền 100% hoặc các bác đổi cho sản phẩm khác, tùy tư ý của mình, các bác không mất bất cứ đồng phí nào cả. Đấy, đây là cái dây nguồn và bên em đều ghi cái sản phẩm trên này để các bác biết nào là mặt trên, biết nào là mặt dưới để các bác đỡ bị lộn cái sản phẩm nhé. Đấy, mấy hàng này bác đều các bác đã nhấc ra. Đấy, nhấc ra và các bác để đúng chiều này giúp em, và các bác cắt ra, không tiếc cái này nhé, đừng dỡ theo cái này, dỡ theo cái chiều này chẳng may nó rơi cái đầu xuống là vỡ, các bác cứ để vậy này, các bác cắt ra giúp em, bỏ nó đi nhé. Đấy, đầu bên em bắn ra thì đều có một lớp màng BE này, sau đó một màng chống sốc đây. Đấy, cái này là chống nước chống bụi, cái này là chống sốc. Đấy, các bác cứ để này, các bác cắt ra. Đấy. Rồi. Rồi em kiểm tra. Đấy, sẽ kiểm tra. Rồi các bác hãy cùng em để test cái phần máy này nhé. Rồi, cơ vào, nhưng mà hiện tại nó không sụp xuống. Rồi em sẽ cho đĩa vào để em test nào. Cái đầu đĩa này nó rất là khó chịu, nó như ôm đi quá. Cái cơ chụp chưa hết. Không nóng được cửa xuống.
Sẽ kiểm tra. Là cái phần cơ này nó không sập được hết xuống, đúng không ạ? Không sập được hết xuống. Đấy. Không sập được xuống. Về cái con mắt thì vẫn hoạt động. Đấy. Mắt thì vẫn hoạt động nhưng mà khi bác nhận hàng thì cái cơ nó quay tít đúng không ạ? Nó quay tít. Đấy, vẫn có tia nhá. Đấy, nó quay tít. Nhưng mà bây giờ thì cái cơ này nó không sập xuống. Nó cái chụp này nó không chụp xuống được. Đấy. Cho nên em này phải phải xử lý cái phần cơ này đã. Nhưng mà khi kiểm tra đây thì nó lại không quay đĩa, không quay được đĩa. Không quay. À, quay được đĩa luôn. Có quay xong rồi dừng lại.
Đã nhận rồi các bác nhá. Đấy. Đã nhận đĩa này. Chạy bình thường nhá. Nó phải à, phải vào đúng các bạn, chụp đúng thì nó sẽ tốt. À. Khi mà không đúng ấy, thì nó sẽ rất là khó đọc đĩa. Tận ngày thôi nhé. Mặt đọc cực nhanh đúng không ạ? Cái phần mắt đọc rất tốt, nếu như mà cái cô khi vận chuyển đấy nó không chuẩn thì nó cũng không đọc được đâu các bác. Lúc trước em các bác thấy rồi, em test đúng không ạ? Đấy, nhưng khi em đặt cái hít 500 chuẩn vào rồi thì nó sẽ đọc rất là bình thường đấy, bởi vì là cái nguyên tắc khi đóng bộ cơ vào ấy, nó một công tắc nên cái mắt nó mới hoạt động được đấy. Thì trước này thì em sẽ xử lý cái phần chụp nó chưa chuẩn, cho nên là nó không chụp xuống được đấy. Còn đôi mắt thì nó đọc rất là bình thường. Và chiếc đầu này thì bác chủ vẫn không có nhu cầu lấy nữa, cho nên em cũng thanh lý cái đầu này giá 800.000 nhé. Các bạn nào có nhu cầu mua thì 800.000 em bao với ship nhé, bao với ship toàn quốc, cho bác nào chuyển đủ tiền, còn bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship cho em. Em xin phép được dừng video kiểm tra tại đây. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.